nuôi từ đầu mùa giờ nó ổn định một màu một luôn à. À, đúng rồi, nó không có biến đổi gì cho nó vậy luôn từ nhỏ tới lớn. Quá trời cái đẹp luôn. Cái nước mà nó biến động môi trường hoài mình xử lý mệt lắm. Dạ. Còn cái nước mà nó ổn định môi trường rồi nó nuôi tôm nó tốc độ phát triển nó tốt, nó nhanh lẹ mà nó không biến động môi trường mình ít tốn kém chi phí lắm. Nên nó là làm cái nào nó cũng từ làm thành cái quy trình sản xuất cho nó có bài bản á. Chứ còn bà con mình nó làm thường làm tùm lum tà la rồi cái nó biến động môi trường hoài nuôi tôm mệt lắm. Hôm qua bắn vi sinh màu quá trời đẹp luôn rồi. Hôm qua bắn vi sinh xuống không thay nước luôn. Không chăm nước luôn. Cái màu nước này là từ lúc sang tôm tới giờ tới thu hoạch mà một màu mà cái con quỷ này nó bắn bắn thức ăn mà nó chạy quá trời quạt 4-5 chèo thôi. Cái nãy vô nè. Trời nó ra lớn dữ vậy. Lớn dữ rồi. Ôi trời ơi. 40 con rồi đó. 40 con luôn. Mà nó ăn dữ không? Quá trời đẹp anh. Trời ơi, không cách đây cái chừng từng cái gì em xuống vậy nó dữ vậy. Bốn con năm chục bữa nay chắc còn ba mấy 40 40 con 40 con 40 42 con chạy. Là dữ rồi. Ủa, giật mình luôn chạy. Nghe anh nói đâu em tưởng là đâu lớn mà nó vô gió dữ lắm, lúc này nó vô gió nhiều lắm, nó ăn mạnh lắm. Tính ra nhiều ngày nãy 70 ngày á, bữa mình thả 19 á. 70 ngày giống như thằng đó đó thả 19 luôn á, 2 ngày về sai 40 luôn. Ờ. Ủa, dữ. Đây mà chịu nuôi rồi. Nếu mà 90 ngày chắc nó về chắc hai mấy con quá. Nó lớn cấp kỳ quá ơi. Với cái môi trường nước anh làm nó tốt quá nè. Dạ. Thấy, thấy cái nước còn nó không có cặn mà không đục luôn á. Dạ. Thấy không, cái nước nó không cặn mà không đục. Nước này quá tuyệt vời. Rồi. Cái màu trà ổn định tới giờ luôn. Ừ, không có cặn mà không có đục nước luôn á. Tôm nó ăn tốt lắm, ăn ầm mà tốt không, chỉ cấp nước cấp bù chứ đâu có thay nước chăm nước anh hả? Anh nói thay chứ anh này cả chừng 500 trăm chăm nước chăm á có khoảng 500 chăm bù tại mình si phong á. Không bù si phong á, nhưng ngày hôm qua đó là anh bắn thùng vi sinh xuống là hồi hôm qua giờ anh không có chăm nước luôn đó, thùng vi sinh xuống là nước nó đẹp rồi cái anh không chăm luôn tới giờ. Từng bắn lần á vậy hả? Từng bắn lần với bắn nguyên thùng nó xuống vậy, vậy đó. Nước nó tốt rồi là tôm nó ăn khỏe à mầm rồi là anh không có chăm nước, không có thay nước luôn. Trời tôm vậy lớn mà ai chạy. Em tưởng là nó đâu có lớn dữ vậy. Được mùa được giá nè. Được mùa được giá luôn. Cái này kêu bằng được mùa được giá nè. Úc bữa quy trình em anh ơi. Tính ra chi phí đâu nhiêu đâu, ngành thu hoạch rồi. Trời, chi phí có nhiêu đâu. Nuôi cái này là nó quy trình sản xuất này là nó từ đầu mà nếu mà bà con mình mà khi mà phát triển cái ngành nuôi trồng thủy sản này đó heo mà phát hiện được cái mô hình này sớm là bà con mình đỡ lắm rồi, không có đến nỗi nghèo. Dạ. Sao mà nó lớn dữ vậy? Mẹ lớn lắm kỳ vậy. 70 ngày 40 con quá đỉnh luôn rồi. Lẹ lắm. Nuôi mê lắm. Đó. Ồ. Vô gió ít hơn nãy nè. Gió ít hơn nãy. Gan ruột nó đẹp kìa. Bao gan còn nữa kìa. Thì nó còn lớn nữa. Lớn dữ lắm. Đặc bạch lắm. Đều quá ha. Màu sắc đẹp quá, sáng bóng. Bóng lưỡng rồi tôm mà. Lớn kìa ghê không? Mê luôn trời. Dữ thiệt. Tôm bóng lưỡng. Nói chung là đa số là anh á là chi phí bị tiền điện nè. Dạ. Tiền lính nè. Dạ. Còn cái tiền là quản lý môi trường không có nhiều hết trơn. Dạ. Đó thì anh đổ khoảng chừng 60-70 ngàn trở lại à. Cho ký tôm mà có 4 sai 40 con này 60 ngàn hả? Chi phí thấp dữ vậy. Thì nó ăn nay là anh tính cho ăn hết là khoảng 14-15 tấn mà 15 tấn thức ăn bữa hổm là 13 tấn. Anh mới lấy thêm 5 tấn nữa 18 tấn là cho ăn hết này rồi là thu hoạch luôn. Nếu mà thu hoạch này cũng mười mấy tấn hả? Mười mấy tấn tôm thôi. Giờ tính ra mình nuôi vậy là cỡ 1 mấy anh? Thì mình chưa biết nè, để mình nói thí nghiệm cái vụ đầu nè để mình thu hoạch lên. Thu hoạch mình biết rồi. Nhưng mà nó ăn, anh làm cái cách của anh làm nó không có hao đâu. Anh thấy không có hao thức ăn. Dạ. Ví dụ như cái ao đó là hồi đó anh sang 300 mấy ngàn đó, xuống cho nó chịu hao hụt còn 300 ngàn đi.
Dạ. Mà hiện giờ nó 40 con đó, thì nó cũng khoảng 7 tấn mấy 8 tấn rồi. Dạ. Khoảng mấy 8 tấn, thằng này 5 6 tấn cũng mười mấy tấn rồi. Dạ. Đó là hai thằng mười mấy tấn thì nó ăn có mười mấy tấn thức ăn nhiều thì mình độ nó vậy đó. Dạ. Nhưng mà chưa có xác định chính xác là cái mình nuôi mới cái vụ đầu nè. Dạ. Mà theo anh đó thì nó ít hao đó. Anh cho ăn kỹ lắm. Nếu mà thời điểm này mà 3 ao là chắc cũng khoảng mười mấy tấn anh ha. Ba hai ao này thôi mười mấy tấn rồi, cái ao kia bị TVD nó còn hơi thưa đó, anh đổ nó khoảng chừng 3 tấn à. Ừ. Dạ. Rồi mà nó bây giờ nó ao đó nó cũng 50 con, ao TVD nó cũng 50 con. Chỉ xong rồi giờ nó phát triển 50 con rồi đó. 50 con mà không có hai miếng nước ở ngoài vô nghe. Hai cái ao này qua. Dạ. Trăm cái ao này qua thôi chứ là không có hai miếng nước ngoài vô luôn á, là bây giờ nó vẫn tốt phà nó 50 con. Dạ. Mới chạy hôm qua. Dạ. Nhưng quay cái nữa vô. Dạ. Trong cái nước này qua cái ao đó chứ không có xài miếng nước ở ngoài nữa đâu. Trong ao này qua kia chị bệnh đâu kia à? Ừ. Nhưng mà nó lớn phà mà, giờ nó 50 con. Wow. Sâu quá rồi mình kéo lên nó vô. Cũng nhiều vậy là cũng nhiều. Oh. Chứ. Quá trái to anh ơi. Ừ. Ủa, nó mập mềm luôn trời. Ừ. Ha. Mập, tôm mập dữ luôn. Tôm nó trắng tinh vậy. Trắng tinh luôn, mập ghê luôn. Em nhắn tin đấy được. Ôi, gan đẹp quá. Tôm cái này ông bao gan lên dữ luôn. Chuẩn bị thu hoạch rồi, còn gì nữa không chắc ăn. Mà ba mấy 40 rồi, chuẩn bị tôm kia. Chuẩn bị thu hoạch rồi, còn gì nữa không chắc ăn. À. Quá. Dạ. Tuyệt vời, mô. Dạ. Hình này quá tuyệt vời. Dạ, bữa thu hoạch rồi. Dạ. À, nói mà bà con mình cũng nói ví dụ mà lưới mà vệ sinh đồ này kia rồi phơi đất nữa. Dạ. Cái đó, đó là do bà con mình hồi lúc mà thiết kế cái mô hình đó là cái ao á làm sao phải cho nó dốc nè. À, ví dụ nó dốc xuống cái rúng đó phải không? À, rồi quạt mà nó chạy cho mạnh nó đủ dòng xoáy á là sình nó gom xuống hết sình. Dạ. Bùn rồi đất nào đó. Dạ. Nó gom xuống hết thôi xì phong thì mình hút hoài nó yết nó không có còn sình nữa. Dạ. Thành ra nó không có bị cáo nè, trong cái ao của anh nó không bị cáo là do. Dạ. Là mình bố trí cái hệ thống xì phong tốt. Dạ. Nó hút hoài thì nó giết nó hết sình hết gặn bả. Làm giống như cái lòng chảo vậy. Ừ. Gom thì chính giữa. Còn là bà con mình làm là không có chú ý mấy cái đó, nó thiếu sót những cái kỹ thuật đó đó. Rồi làm một cái ao hồ nó dơ rồi vệ sinh không được, rồi đổ thừa là nuôi không được, là mô hình nó sản xuất không được. Không phải là do mình bố trí. Dạ. Đó, như của anh lên bố trí nó tốt rồi là anh bảo đảm em tới chừng mà thu hoạch tôm rồi em coi không có sình bùn gì hết trơn. Nó chạy nó sấy vô hết rồi. Rút hết rồi. Dạ. Thành ra thấy cái nước không bao giờ có cẳng cáo nè. Dạ. Nước này quá tuyệt vời. Ừ. Nên cái nước. Dạ. Nó không có cẳng cáo, không có bùn á. Dạ. Đó là cái nào cũng vậy chứ không phải là người ta làm vậy mà mình làm vậy mà người ta cũng làm giống như mình rồi làm không tốt rồi không tốt hết. Không phải, cái người ta làm cái bố trí cái mô hình nó tốt hơn rồi người ta làm tốt hơn thì nó hiệu quả hơn, cái đó là cái chắc ăn là vậy rồi chứ không phải là sản xuất cái mô hình nào người nào cũng làm giống nhau. Không phải. Dạ. Nó làm ví dụ như em làm lưới như vậy, anh làm lưới ví dụ như anh làm có một thước gửi là anh làm một cái cargo rồi anh nẹt sình nó xuống ngắt rồi. Ừ. Thì nó không lên sình được. Dạ. Còn như bà con mình nó làm tha hai ba thước nó phình như nè. À, đúng rồi. Rồi nó lên sình. À, cho nên đó là mọi người làm đó là tất cả những cái mà mô hình sản xuất đó, thì anh nói người ta giỏi thì mình học, còn người ta không giỏi thì mình đừng học. Đó là cái đưa lên cái YouTube rồi này kia, tất cả cái hệ thống truyền thông mạng thì là mình tham khảo, người ta đưa lên cho mình coi mình tham khảo, mình cái nào tốt thì mình học, còn cái nào không tốt thôi đừng học. Rồi cái nào mình dở thì mình phải chấp nhận mình dở chứ không phải là mình nói người ta làm mình làm không tốt, còn người ta làm không tốt người ta làm tốt hơn nhiều người ta mới làm hiệu quả. Dạ. À, cho nên như vậy đó là bà con mình đó, là anh nhắc nhở làm ví dụ làm mô hình này dốc phải cho tốt thứ nhất, thứ hai là hệ thống xi phong. Dạ. Phải cho tốt, thứ ba bố trí dàn quạt phải quạt đủ lực cho nó chảy. Dạ. Nó chảy nó tạo cái dòng chảy cho tốt để nó gồm cái sình bùn cặn bã nào vô trong đó để mà mình hút cho nó sạch sẽ thì. Dạ. Cái mô hình của người ta làm tốt thì người ta vệ sinh tốt thì cái ao của người ta sạch sẽ thì mai mốt người ta là ít có tốn kém chi phí vệ sinh. Dạ. Nó vậy thôi. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ rồi có nãy nha. Ừ. Nó
mô hình này quá tuyệt vời anh ơi. Mô hình này thì có thể nhân rộng cho bà con á. Đúng rồi. Giảm chi phí nè, mô hình giảm chi phí. Trời ơi, mô hình này sản xuất là chi phí thấp nhất, không có thằng nào bằng hết. Dạ. Cho nên là mấy chục ngày bà tôm về sai ba mấy 40 con này còn gì nữa. Quá tuyệt vời luôn rồi. Ừ. Quá trời đẹp. Đẹp dữ luôn. Như người Mỹ vậy ha, tôm như người Mỹ. Sáng bóng vỏ dày anh ha. À, nó trắng tinh. Đôi có chất đất làm như tôm nó cứng cáp. Ừ. Sáng bóng. Có chất khoáng nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Đây. Lúc này thấy cái thị trường tôm mình giá cả như nó đang lên đó nãy. Dạ, đó, hồi nãy anh mới hỏi ở bên xí nghiệp Trang Khanh đó là 40 con mà tôm mà kiểm soát sinh đó. Dạ. Là 130.000. Ủa, 130.000 là lời im anh. Ờ, ngon rồi. Ừ, ngon rồi. Rồi tôm mà oxy luộc, nó kêu oxy luộc đó là nó bắt có màu đỏ đó, tôm màu đỏ đó. Dạ. À, luộc mà ra màu đỏ đó là 140.000 đó, 40 con 140.000. Ồ, vậy là giá này. Ồ, giá em lắm. Ừ. À, thì mình bà con mình đó là mấy hàng năm này chú ý. Từ anh nhắc nhở từ tháng qua tháng 7 qua tháng 8 là tôm lên giá năm nào cũng vậy cho nên chú ý theo cái thời vụ để mình nuôi. Dạ. Ví dụ như cái mùa kia á, mùa tháng 3, tháng 4, tháng 5 đó thì anh nói hàng năm đó, giá nó rẻ lắm, bà con mình sản xuất cầm chừng. Cầm chừng để chi, để mình nuôi lính, để mình giữ đồ đạc, đồ này kia nó đừng có bị hư hỏng rồi thôi. Dạ. Nó đảm bảo được cái lợi nhuận đủ chi phí thôi. Rồi tập trung vô sản xuất là bắt đầu từ tháng 8 thích lên, là năm nào bắt đầu tháng qua tháng 8 rồi nó lên giá. Dạ. À, tháng 8 tới Tết nha, tới qua tới tháng 2 luôn. Thì em tính đây tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng Giêng, tháng 2, 7, 8 tháng. Thì em nuôi được 2 vụ rồi. 2 vụ? Ờ, à, em nuôi được 2 vụ rồi. Thì tranh thủ mấy cái tháng đó bà con mình chú ý làm. Nhưng mà bây giờ nuôi tôm á, anh nghĩ là không có mùa màng gì đâu. Cái mùa mà nó thuận á. Dạ. Nói cái mùa thuận em nuôi em không có lời, em lỗ, em nói mùa thuận làm gì? Ừ. Đó, ví dụ như cái mùa thuận mà em nuôi em sản xuất ra, em không có lãi. Mà em còn bị thua lỗ nữa, thế nhiều còn rủi ro nữa, chết chóc nữa. Dạ. Chết chóc đứt vốn nữa. À, rồi là nuôi được thì cũng không có lời. Thành ra là bà con mình chú ý mấy cái tháng đó. Rồi mình là sản xuất thì mình mấy cái tháng đó là sản xuất cầm chừng. Ví dụ như nuôi thưa, nuôi chọn xây. Xây nào có lợi, có giá cao rồi mình chọn xây mình nuôi. Rồi là mình giữ lính rồi này kia, rồi qua tháng đó bắt đầu tập trung mình là chuẩn bị cái môi trường, cái mô hình sản xuất của mình cho ngon, rồi bắt đầu là tập trung thả nuôi, bắt đầu từ tháng 8 lên là anh bảo đảm năm nào cũng vậy, giá cao. Mà cụ thể giờ là nó lên rồi đó. Thì đó giống như năm nay đó. Dạ. Năm hồi tháng 3, tháng 4 anh không có nuôi đó. Dạ. Là anh tập trung, anh vệ sinh, anh không có nuôi luôn. Đó, vệ sinh rồi trả tiền lương lính đâu là cho nó vệ sinh rồi sạch sẽ cái mô hình sản xuất của mình. Rồi xong bắt đầu là bắt đầu anh canh là cái tháng 8 là bắt đầu anh có tôm. Giống như ý định ban đầu anh nuôi đón giá là giờ chắc là đúng rồi đó, đúng thời điểm rồi đó. Thì năm nào cũng vậy, anh đón giá là anh nuôi cái tháng này sắp lên tới Tết, tới qua Tết nè. Giờ tháng này được vụ rồi nè. Dạ. Đó, vài bữa nó thu hoạch rồi nè, phải không? Ừ. Rồi bắt đầu nuôi thêm vụ nữa. Dạ. Vụ nữa rồi còn thời gian nữa nuôi thêm vụ qua Tết luôn, tới 3, 2, 3 vụ rồi. 3 vụ rồi. Dạ. Đó, cho nên...